Bài viết này chia sẻ sự thật về hoạt động ngoại cảm tìm mộ nói chung, không nói riêng một ai. Trước tiên, tôi khẳng định việc một người sống nơi thế gian có thể giao tiếp với âm linh, vong hồn của người đã mất để hỏi thăm, tìm hiểu thông tin. Người có khả năng như vậy được gọi là nhà ngoại cảm. Họ có thể nghe, thấy được âm linh, vong hồn bằng tâm thức, chứ không phải bằng các giác quan của cơ thể. Tính chất của việc tìm mộ. Người thân của người đã mất muốn tìm nơi để chôn vùi xương cốt của thân nhân mình, nên nhờ các nhà ngoại cảm giao tiếp, liên hệ với người đã mất ấy, để người ấy chỉ chính xác nơi mình đã nằm xuống. Nhà ngoại cảm dựa vào thông tin của người đã mất từ gia đình, như là hình ảnh, họ và tên, ngày tháng năm sinh, năm mất, thói quen, tính cách. Càng nhiều càng tốt, càng dễ dàng cảm ứng, để biết rõ thông tin người đã mất ấy có xương cốt nằm ở đâu. Các âm linh A, B, C, D đều có ý muốn được người ta đem về thờ cúng trong nhà, ấm áp. Gia đình của âm linh A muốn tìm hài cốt đem về. Âm linh A đang ở gần nhà ngoại cảm. Âm linh A có khí lực mạnh, lực tương tác tốt, nên nhà ngoại cảm được âm linh A chỉ dẫn đúng, tìm đúng mộ của A. Đưa A về, kiểm tra ADN thì thấy đúng là A. Trường hợp này gọi là đúng người, đúng vật cần tìm. Âm linh A đã đi đầu thai chuyển kiếp, hoặc là âm linh A có lực tương tác không tốt, nên các âm linh B hay C hoặc D tranh thủ cơ hội để tương tác, biến hóa hình dạng thành A để chỉ dẫn cho nhà ngoại cảm tìm thấy hài cốt của mình và đưa về thờ. Khi đưa về kiểm tra ADN thì không đúng là hài cốt của người A mà gia đình A cần tìm. Trường hợp này là đúng người mà sai vật cần tìm. Âm linh A đã đầu thai, hoặc không tương tác được, âm linh B là bạn, hoặc người muốn giúp A, nên thể hiện giao tiếp, chỉ cho nhà ngoại cảm chỗ của A, đem hài cốt đó về kiểm tra đúng ADN của A. Trường hợp này là không đúng người nhưng đúng vật cần tìm. Các nhà ngoại cảm có khả năng giao tiếp, nhìn thấy và nghe được từ tâm thức các thông tin được âm linh cung cấp, nhưng họ không có khả năng phân biệt được đâu là âm linh thật, đâu là âm linh đang giả dạng thị hiện, nên việc giao tiếp đúng người mà tìm sai vật là việc rất bình thường. Trước đây, cũng có người hỏi tôi về việc tìm mộ, tôi giải thích cho họ hiểu rằng đó không nằm trong phạm vi hoạt động của mình. Việc tìm kiếm một nắm xương tàn đưa về thờ cúng, trên thực tế chỉ an ủi phần nào về chấp niệm lạnh lẽo, cô độc của âm linh và gia đình cảm thấy an tâm hơn. Chứ thực tế thì âm linh có thể cảm nhận hơi ấm đó qua việc gia đình quan tâm, tưởng nhớ và làm các việc thiện hồi hướng thiện nghiệp cho họ. Người chết thì đã chết rồi, người sống cần làm gì để giúp được người đã chết cụ thể mới quan trọng. Tất cả mọi hình thức như đưa cho cốt về thờ cúng, hay đối xế tiền vàng mã đều không giải quyết được vấn đề. Cần phải thường xuyên hành thiện, làm việc thiện, tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ. Từ đó người trong gia đình này sẽ được an lạc, thiện nghiệp, phước báo. Khi làm đừng vọng cầu, cứ nghĩ đơn giản, làm vì thấy chúng sinh khổ cần giúp đỡ. Như vậy thì phần phước báo mới vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ thiện nghiệp ấy, sự an lạc ấy đủ sức chuyển duyên, khiến âm linh trong gia đạo được an lạc, tinh tấn. Họ có thể tu tập nơi vô hình, hoặc đầu thai chuyển sinh sang kiếp sống khác an lạc hơn, là làm một vong linh vất vưởng, bám chấp vào chấp niệm đau khổ xa nhà.